Quý vị khán giả thân mến, sau giải đất ven trục đường Nguyễn Trãi Khương Đình, hiện tại thì có một căn nhà đất có thang máy mới xây 6 tầng, tầm giá vừa phải mà em rất muốn giới thiệu đến cô bác anh chị trong ngày hôm nay. Mời mọi người sẽ cùng xem ngay sau đây ạ. Ngõ trước nhà như em quay đây thì mọi người thấy là ngõ nhiều ánh sáng, tương đối sạch sẽ và không đối cửa với nhà. Ở cái thủ đô chật chội này thì nhà không đối cửa với nhà khác cũng có thể gọi là một cái ưu điểm rồi đấy ạ. Thông tin về tình trạng nhà là mới xây, vừa mới hoàn thiện xong, đang tinh chỉnh nốt một số cái hạng mục nữa. Nhà mới và chỉ có một căn duy nhất như thế này đang bán thôi. Căn bên cạnh đang xây là của chủ khác và họ để ở, họ không bán. Cũng không có thang máy hay là cũng không có những đặc điểm như căn này. Em thì chuyên làm nhà đất ở đây nên là thông tin lựa chọn thì em nắm rõ và có thể tư vấn cho các bác anh chị cụ thể luôn. Cái mặt bằng đất xây nhà được chứng nhận trên giấy chứng nhận, tức sổ đỏ, là 39,9m². Em làn tròn là 40m². Chiều ngang là 3m8, chiều sâu vào là 10m rưỡi. Vuông vắn, không một chút lỗi lầm nào. Toàn bộ diện tích đất ghi trên sổ là đất ở đô thị, tức là đất thổ cư, đất sử dụng riêng. Sổ thì mới, do cơ quan triều đình cấp. Đất là 40m², nhưng mà chúng ta có thể quan sát thấy là ngõ sáng sủa, không đối cửa với ai, nên từ tầng 2 trở lên thì họ xây dựng đua ra phía trước khá nhiều, nên cái không gian các tầng trên thì phần nào đó nó rộng rãi hơn. Cái diện tích mà đo thực tế ở các tầng trên là được khoảng 45m² một sàn sử dụng đấy ạ. Cái phương tiện di chuyển chính trong nhà là thang máy thì chủ nhà lắp đặt thang Fuji có tải theo thiết kế là 450kg, có sức chứa cùng lúc là tương đương khoảng 6 người. Thang này thì họ mới nhập, mới lắp đặt và mới kiểm định xong thôi. Đối với căn nhà này thì các tầng 2, tầng 3 và tầng 4 là thiết kế giống nhau. Tầng 2 thì hiện tại đang có thợ làm nên em xin phép là bỏ qua tầng 2. Tầng 2, tầng 3 này là giống nhau các bác nhé. Mình xem tầng 3 này thì sẽ hình dung ra tầng 2 nó như thế nào thôi ạ. Thang máy và thang bộ ở cuối nhà thì dẫn chúng ta tới một cách bố trí rất dễ hình dung. Là nhà có mỗi tầng một phòng. Căn này mà làm thang bộ thì mới có thể xây một tầng hai phòng. Còn làm thang máy thì bắt buộc là chỉ xây một tầng một phòng nó mới hợp lý được thôi. Cái số tầng là như vậy nhưng mà bố trí công năng là khác nhau. Tầng 1 thì hiện tại để không, chưa làm gì, có thể sử dụng nhiều mục đích. Các tầng 2, 3 và 4 thì mỗi tầng một phòng, phòng rộng có vệ sinh. Tầng 5 thì sẽ là không gian phòng bếp, phòng khách. Tầng 6 thì có phòng thờ riêng biệt và tương đối rộng, cộng với có một sân có mái che, có đóng khung sắt và có cửa thoát hiểm rồi ạ. Đây cũng là một tài sản mà có trang bị nội thất và nguyên vật liệu tốt. Mặt tiền của nhà và mặt ngoài thang máy thì được ốp đá tự nhiên rất là đẹp. Thang bộ thì có cầu thang vật liệu là đá, bậc đá, tay vịn gỗ. Các phòng ngủ thì lát sàn gỗ. Ở khu phụ vệ sinh thì có gương điện, có sen cây, có thiết bị vệ sinh inox theo cái hướng hiện đại. Từ tủ kệ cho tới cách bố trí, cách trang trí và sắp xếp và cách bố trí các đường chờ nữa thì đều theo cái hướng hiện đại rất là trẻ trung. Vị trí địa lý của nhà mình thì như em đã nói nằm ngay giải đất dọc trục đường Nguyễn Trãi Khương Đình, quận Thanh Xuân, gần với cả khu cơ khí Thượng Đình cũ. Địa điểm này thì cũng nằm gần với cả khu trung tâm thương mại Vincom Royal City, gần ngã tư Sở và gần cả trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cũng như là Đại học Khoa học Tự nhiên, là thuộc Đại học Tổng hợp cũ đấy ạ. Nếu quý vị anh chị cô chú đi từ đường Nguyễn Trãi đến số 217-219 Nguyễn Trãi thì rẽ vào một đoạn là tới đây. Cái giá tổng tất cả đất, cả nhà có thương lượng, có bao sang tên, có thỏa thuận trực tiếp với chính chủ thì em có ghim dưới mô tả nhé. Hiện tại thì với cửa tiền loanh quanh mức trên 7 tỷ, hơn 7 tỷ thì ở khu này, căn này đang là hợp lý nhất ạ. Mọi người cứ đến xem, em sẽ hỗ trợ, sẽ góp ý thêm. Giá cả thì nó sẽ phù hợp với thị trường thôi ạ. Em cũng xin phép được bổ sung thêm cái thông tin về cái tính pháp lý của nhà. Nhà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Có giấy phép xây dựng đầy đủ.
xây hợp pháp, được thanh tra xây dựng quan tâm và kiểm tra hàng ngày. Điện nước thì riêng biệt, sẵn để vào ở ngay. Lịch sử nhà đất này thì không có tranh chấp, không có quy hoạch giải tỏa, không ngập lụt và cũng không vướng bận gì. Đất đai xung quanh thì sạch sẽ, đất liền thổ, cư dân họ đã ở từ lâu đời rồi. Các bác đến hỏi han hàng xóm xung quanh thì nó sẽ rõ hơn. Như vậy thì em Thiện cũng đã vừa thông tin tới cô bác anh chị và các bạn căn nhà nằm ở giải đất ven trục đường Nguyễn Trãi Khương Đình, quận Thanh Xuân. Diện tích đất sổ đỏ là 40m2, sổ vuông đẹp pháp lý sạch. Cái diện tích xây dựng từ tầng 2 trở lên được 45m2 một sàn sử dụng ạ. Đây là một tài sản mới xây độc lập, một căn duy nhất, có 6 tầng, có thang máy và bố trí hợp lý ạ. Để có những cái thông tin chuẩn và lựa chọn hợp lý nhất khi mà tìm mua nhà đất thủ đô Hà Nội, đa dạng về khoảng tiền, về khu vực, về hướng nhà và được hỗ trợ nhiều mặt từ A đến Z, thì xin mời kết nối em Thiện Đất. Em xin trân trọng cảm ơn ạ.